Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bất thường để bàn và thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 và dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều hành và chủ trì phiên họp có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 1 năm 2024, Thừa Thiên Huế sẽ là đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương có yếu tố đặc thù, là đô thị phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cổ đô, bản sắc văn hóa Huế, đô thị đặc sắc về sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Thừa Thiên Huế là cực tăng trưởng của vùng động lực miền Trung về kinh tế biển, kinh tế du lịch, trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm về phát triển công nghiệp và cảng biển của quốc gia. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Về dự kiến hành chính đô thị, từ nay đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 quận, trong đó thành phố Huế hiện hữu chia thành quận phía Bắc sông Hương và quận phía Nam sông Hương. 3 thị xã Hương Thủy hiện hữu, thị xã Hương Trà hiện hữu và thị xã Phong Điền thành lập mới, và 4 huyện Phú Vang, Quảng Điền, A Lưới và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh tầm quan trọng về đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1. Đây là nội dung rất cần thiết và có ý nghĩa trong quá trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trước mắt và lâu dài theo định hướng tại nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Xuất phát từ yêu cầu khách quan của hệ thống đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay việc thực hiện quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, Ban Cán sự Đảng ủy ban tỉnh chỉ đạo tổ chức xây dựng đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đặt tiêu chí đô thị loại 1, trình xin ý kiến Ban Thường vụ và Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp thu hoàn thiện trình ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần này. Để có căn cứ và hoàn thiện thực hiện các bước tiếp theo, tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị từ thực hiện tình hình địa phương đơn vị cho ý kiến tập trung vào các nội dung lớn được Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trong đề án và trong tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là 5 nhóm tiêu chí với 63 tiêu chuẩn thành phần theo quy định tại nghị quyết 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trọng tâm là các tiêu chuẩn được áp dụng yếu tố đặc thù như thu nhập bình quân đầu người so với mức trung bình chung của cả nước, mức tăng trưởng kinh tế 3 năm gần nhất, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn so với cả nước, mật độ dân số toàn đô thị, mật độ dân số tỉnh trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị, thị trấn. Có tiêu chuẩn nào chưa khả thi cần phải đánh giá lại. Đối với 6 tiêu chuẩn chưa đạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh ủy tập trung đánh giá, phân tích nguyên nhân, lý do chưa đạt để đề ra các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng điểm các tiêu chuẩn trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đại Viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế góp ý thêm về một số tiêu chí cần thực hiện. Quy hoạch mới thì các tỷ lệ đất giao thông và mật độ đường giao thông thì quy hoạch chắc chắn phải đảm bảo. Tuy nhiên ở đây còn phụ thuộc vào chúng ta vấn đề nguồn lực. Thì trong tương lai chúng ta sẽ đạt được nội dung này. Về việc quy chế kiến trúc trong đô thị, đây là một trong các giải pháp mà gọi là phí công trình. Thì thời gian qua chúng tôi đã tham mưu tỉnh chỉ đạo các địa phương làm thế nào để nâng cao cái tỷ lệ này, thì theo quy định là cả tối thiểu là 75% các đô thị có quy chế này. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang bám sát tình hình thực hiện để kịp thời tham mưu ủy ban tỉnh chỉ đạo các địa phương nâng cao đạt các tiêu chí này. Liên quan đến tiêu chí thu chi ngân sách địa phương khi xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đô thị loại 1, đồng chí La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính lưu ý thêm: tương đối thu chi ngân sách ở trong thì hiện trạng của năm 2023 hiện nay ta đánh giá là đạt dư, nghĩa là ta đã thu vượt trên chi. Do đó cái này thì Sở Tài chính cũng đã có tham mưu và có văn bản gửi cho Sở Xây dựng và Sở Nội vụ
về cái phương án này thì hiện nay chúng ta mới dùng đạt cho là đạt thôi, cũng không thể đưa lên trên mà vượt. Thì cái này khi thẩm định các bộ ngành đó, thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định thì cái phương này là sẽ không đạt. Do đó thì đề xuất là điều chỉnh lại cái chỉ tiêu này là chỉ là đạt đối với năm 2023 và năm 2024-2025 thì chúng ta vượt. Thì đấy là cái số liệu để cho chúng ta đạt khi trình bộ ngành để thẩm định cho nó đạt có tiêu chí đạt hơn. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại kỳ họp này sẽ được tiếp thu bổ sung để hoàn thiện đề án trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần tới, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt. Về quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sửa đổi bổ sung, Trung ương đã ban hành các quy định mới có sự điều chỉnh bổ sung so với các quy định trước đây. Để phù hợp với thực tiễn hiện nay khi có nhiều vấn đề mới phức tạp phát sinh và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả chung cho sự lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lấy ý kiến vào dự thảo quy chế sửa đổi bổ sung, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung ý kiến các ban, ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, tại hội nghị, Tỉnh ủy thực hiện quy trình kiện toàn chức danh ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ chủ chốt tham dự kỳ họp nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3.